Vì sao Nguyễn Công Khế bị giới báo chí Việt Nam cực ghét, còn lãnh đạo cấp cao lại tin yêu? Lâu nay, cựu tổng biên tập báo Thanh Niên, ông Nguyễn Công Khế vẫn là người bị số đông đánh giá là kẻ khó ưa, đặc biệt giới báo ở Việt Nam. Trước đây, nhiều người cảm thấy sợ ông Khế khi ông đang có quyền hành, nhưng trong làng báo cho rằng đó là ngoài mặt, người ta tránh va chạm, còn thực chất trong tâm cam thì họ căm thù ông Nguyễn Công Khế đến tận xương tủy. Cựu nhà báo Lê Phú Khải trong bài viết Mặt thật của các tổng biên tập nói về giới lãnh đạo báo chí ở Việt Nam nói chung và Nguyễn Công Khế nói riêng đã đánh giá như sau. Trong chế độ toàn trị, một tổng biên tập chỉ cần không chống chế độ, không nói ngược với đường lối của đảng cầm quyền, biết luồn lách, biết dùng tờ báo của mình để nịnh bợ, dọa nạt và khống chế, biết té nước theo mưa, biết gió chiều nào che chiều ấy, giả vờ chống tham nhũng, thì anh ta kiếm bẫm hơn bất cứ nhà buôn nào có thế lực như một ông vua không ngài vậy. Ông Nguyễn Công Khế bị bắt. Nhà văn Nhất Phương có một bài viết của tổng biên tập Nguyễn Công Khế. Giới cầm bút đánh giá bài viết này của Nhất Phương đã lột trần bản chất lưu manh của ông Khế. Bản chất ông Khế đã bộc lộ từ rất lâu, bản thân ông Nhất Phương đã từng đụng độ với ông Khế, nhưng phải đến khi ông Nguyễn Công Khế bị bắt thì tác giả cũng như nhiều người khác mới dám viết ra. Theo tác giả, điều đó chứng tỏ Khế là người nham hiểm và có thế lực. Trong bài viết vào ngày 17 tháng 1 năm 2024 có tựa đề Nhất Phương Khế, mày chua hay ngọt, dài 2.800 từ. Tác giả tự giới thiệu, từ năm 1998, mình được giao trọng trách trưởng phòng quản lý thông tin của Sở Văn hóa Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh. Nhất Phương cho biết, tác giả và Nguyễn Công Khế từ chỗ là bạn làm báo rồi trở thành thù đến mãi về sau. Mọi việc bắt đầu từ một cuộc họp của Ban Tư tưởng Trung ương với Ban biên tập Báo Thanh Niên. Tác giả là khách mời và đã thẳng thắn, chân tình góp ý với ông Khế rằng: "Riêng với anh Khế, tôi thành thật góp ý với tình anh em bạn bè rằng anh em báo chí và quản lý nhà nước về báo chí hay chuyển tai nhau mấy câu có ý không hay về anh. Ví dụ, thằng Khế là thằng lừa thầy phản bạn, là thằng tiểu nhân chơi không được, không ai lại gần. Nó mà ra tay đánh ai, nhất là bằng sức mạnh của tờ báo thì hầu như không ai thoát chết." Nhà văn Nhất Phương còn cho biết thêm, đó là ý kiến của anh Tưởng, chuyên gia quản lý báo chí, và mấy chục năm nhắn tôi phải góp ý thẳng với Nguyễn Công Khế để các đồng chí lãnh đạo trung ương tới dự cùng nghe, và tôi đã làm đúng với lời nhắn gửi của chuyên gia cao niên quản lý ấy. Vậy mà ngay sau đó ông Khế đã gây áp lực đến lãnh đạo cấp cao để trả thù ông Nhất Phương. Ông Nguyễn Công Khế và gia đình tại Mỹ. Vẫn theo tác giả Nhất Phương, hầu như mọi lúc mọi nơi tác giả đều nghe nói về sự đều cáng tiểu nhân của ông ta. Bên cạnh sự thành đạt vang trời với tư cách một cán bộ cách mạng đầy tài năng và bản lĩnh, thì tiền của ông Khế không kém bất kỳ đại gia nào trên đất nước Việt Nam này. Nhất Phương cho rằng ông Khế quả thật là có tài, bởi ông ta lừa được cả những người thông minh và tài giỏi và bậc nhất ở Việt Nam. Dẫu vậy, trong mắt tác giả, Nguyễn Công Khế vẫn là kẻ quỷ quyệt, gian tà và mãi là thằng người đáng khinh trên thế gian. Điều kể trên cho thấy cựu tổng biên tập Báo Thanh Niên là hiện thân của một hình mẫu phản diện điển hình, đồng thời lại rất giàu có. Về mức độ giàu có của Nguyễn Công Khế, Facebook Kim Văn Chính mô tả như sau: tài sản riêng của Khế hiện nay không ai có thể đo được, vì một người khôn lanh kiểu như Khế đủ hiểu luật chơi của chế độ này, và anh ta tẩu tán ra nước ngoài tài sản riêng, dạng tài chính và bất động sản để ở nước ngoài. Cùng với con Khế hiện đang ở Mỹ, chỉ riêng mảnh bất động sản, con Khế sở hữu ít nhất có 3 căn biệt thự. Ông cựu chủ tịch nước Trương Tấn Sang có vẻ khá thân thiết với ông Nguyễn Công Khế. Còn nhà báo Đỗ Duy Ngọc đưa ra một nhận xét phù hợp với đánh giá của ông Kim Văn Chính, cho rằng một anh từng là tổng biên tập tờ báo lớn, sau khi thu vén được hàng triệu đô la, bèn đưa hết cho vợ con qua Mỹ sắm nhà to xe đẹp, còn anh thì qua lại hai nước, lâu lâu viết bài biểu diễn lòng yêu nước thương dân, chăn trở với tiền đồ tổ quốc, khóc than cho dân nghèo, kinh tế chậm lớn, đảng lao đao. Nhà văn Tưởng Đăng Tiến, một cựu thuyền nhân tị nạn Cộng sản từ Hoa Kỳ, đặt câu hỏi: thế Nguyễn Công Khế đã biểu diễn lòng yêu nước ra sao mà bị than phiền đến như vậy? Câu hỏi cũng là câu trả lời. Nhà văn Tưởng Đăng Tiến sau đó đã đưa ra một đề nghị như sau: Nguyễn Công Khế nên đặt ra cho chính mình về khối tài sản của ông ở trong nước cũng như nước ngoài, về chuyến xuất ngoại êm du của cả gia đình mình, trong khi thiên hạ thì phải đi chui mà mất rất nhiều tiền, vong mạng. Như vậy có sự trái ngược trong suy nghĩ của giới trí thức nói rằng, hay giới báo chí nói riêng và cả lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, những người chịu ơn mưa móc từ Nguyễn Công Khế, một người được đánh giá là chùm tài phiệt,
trùm truyền thông của nền báo chí cách mạng. Nhưng công luận thì vẫn thắc mắc vì sao Nguyễn Công Khế bị giới báo chí cực ghét, còn lãnh đạo cấp cao của Việt Nam thì lại tin yêu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin ngày hôm nay: vì sao Nguyễn Công Khế bị giới báo chí cực ghét, còn lãnh đạo cấp cao Việt Nam lại tin yêu? Vì sao bắt Nguyễn Công Khế vào lúc này và sự trỗi dậy của phe Cộng sản miền Nam? Cựu tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế là một nhân vật nổi tiếng trong giới báo chí của Việt Nam. Ông Khế là một người có mối quan hệ rộng rãi với giới chức lãnh đạo ở cấp thượng tầng chính trị. Câu hỏi mà dư luận Việt Nam hiện nay rất quan tâm đó là vì sao lại bắt ông Nguyễn Công Khế vào thời điểm này, trong khi các sai phạm của ông Khế liên quan đến khu đất 151-155 Bến Vân Đồn đã xảy ra từ những năm 2008, tức là hơn 15 năm trước. Ông cựu tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế và tổng giám đốc Việt Á Phan Quốc Việt. Theo giới phân tích, hiện nay thời điểm hết sức nhạy cảm tại chính trường của Việt Nam với những diễn biến phức tạp hơn bao giờ hết. Sau hội nghị Trung ương lần thứ 8 khóa 13, thế và lực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã sụt giảm rất nhiều. Nhất là trong phiên bế mạc hội nghị Trung ương này, Tổng Bí thư Trọng đã được tuyên bố rằng rửa tay gác kiếm để chuyển giao quyền lực cho người khác kế nhiệm. Sau tuyên bố nêu trên, lập tức trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xuất hiện tình trạng kéo bài kết cánh để chạy đua vào danh sách nhân sự chủ chốt tại đại hội lần thứ 14 của Đảng sẽ diễn ra vào năm 2026. Những việc này liên quan đến đỉnh điểm của tới năm 2023, đầu năm 2024 khi có tin đồn đoán rằng ông Nguyễn Phú Trọng mắc trọng bệnh. Blogger Anh Ba Sàm thì cho rằng Việt Nam sẽ rơi vào khoảng trống quyền lực, kích hoạt cuộc đua tìm người chấp chính, hoàn cảnh rất nhạy cảm phù hợp với mong muốn của nhiều người loan tin đồn. Một phân tích khác đáng quan tâm liên quan đến tương quan quyền lực giữa phe Cộng sản miền Bắc và Cộng sản miền Nam, những người vốn bị lép vế trong nhân sự tứ trụ những năm gần đây. Kể từ sau đại hội lần thứ 12, cơ cấu nhân sự vùng miền theo truyền thống đã bị loại bỏ, thay bằng ý muốn của Tổng Trọng và lãnh đạo chủ chốt người miền Nam hầu như không còn nữa. Hơn nữa, ai sẽ thay thế ông Nguyễn Phú Trọng trên cương vị Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam đang là câu hỏi được người dân cả nước đặt ra và mạng xã hội bàn luận, khi các công viên bao gồm Phạm Minh Chính, Vương Đình Huệ, Võ Văn Thưởng và Tô Lâm. Giới phân tích cho rằng các ông Chính, Huệ và Lâm không có đủ uy tín trong đảng để có thể đảm nhận trọng trách Tổng Bí thư. Còn ông Võ Văn Thưởng thì quá trẻ, chưa đủ kinh nghiệm và uy tín. Ông Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các cựu lãnh đạo miền Nam dự lễ kỷ niệm 135 năm ngày sinh cố Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Trước kỳ đại hội đảng, một hoặc hai ứng viên sẽ được giới thiệu. Đó sẽ là những ai, xem ra không có ai có đủ uy tín trong đảng đối với dân. Có chăng chỉ có thể là các cựu lãnh đạo miền Nam với những cái tên như Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Minh Chiết. Do họ không tham gia chính trị đã lâu nên họ vẫn còn uy tín nhất định. Theo giới thạo tin, gần đây phe Cộng sản miền Nam đang vận động yêu cầu Tổng Bí thư và Bộ Chính trị phải viết lại luật chơi cho bộ máy lãnh đạo trong đảng. Trong bài viết, ông Nguyễn Phú Trọng đang bị hôn mê, đăng trên báo Tiếng Dân mới đây, tác giả Lê Văn Đoành tiết lộ. Vào ngày 19 tháng 8 năm 2023, trong lễ kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng, người ta nhận thấy các nguyên lão phía Nam tụ tập bao gồm Nguyễn Minh Chiết, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Xuân Phúc, như ngầm liên minh ủng hộ Võ Văn Thưởng lên A1 tại đại hội 14. Đặc biệt, lần đầu tiên hai ông Tư Sang và Ba Dũng kể vai sát cánh bên nhau thân mật trong một khuôn hình. Trong lúc nhiều ý kiến cho rằng những điều kể trên có liên quan trực tiếp đến việc cựu tổng biên tập Nguyễn Công Khế bất ngờ bị khởi tố bắt giam vì một vụ án xảy ra cách đây tới 15 năm. Giới thạo tin thì cho rằng một khi những trụ cột chống lưng cho Nguyễn Công Khế đã hết quyền lực, thì ông Khế như một quả chanh đã bị vắt hết nước, người ta đem ném vào sọt rác là lẽ thường. Ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Nhưng mọi việc có vẻ không đơn giản như vậy. Mới đây, trong bài viết với tựa đề "Bắt Nguyễn Công Khế để làm gì?" của tác giả nhà báo Nguyễn Huy Vũ đã đưa ra đánh giá và nhận xét đáng chú ý theo tác giả chia sẻ như sau. Việc bắt Nguyễn Công Khế sẽ đem lại nhiều lợi ích cho phe bắt Khế. Thông qua Khế, họ moi được những thông tin có giá trị và từ đó họ sẽ khống chế các chính trị gia phía Nam, bởi vì bắt Nguyễn Công Khế có nhiệm vụ chính là khai thác thông tin, đồng thời tìm cách khống chế quyền lực của phe Cộng sản miền Nam đang muốn trỗi dậy. Với vai trò là tổng biên tập báo Thanh Niên, trong một thời gian rất dài, Nguyễn Công Khế là một mắt xích trung tâm quan trọng của phe quyền lực ở miền Nam. Khế nghiễm nhiên trở thành một trung tâm thông tin
và kết nối quyền lực ở phía Nam, như các ông Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Minh Chiết hay giới lãnh đạo ở Sài Gòn, đều ít nhiều có mối quan hệ với Khế. Tóm lại, có rất nhiều những ý kiến đánh giá khác nhau về vụ bắt giữ ông Nguyễn Công Khế. Được biết tới đây, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 sẽ triệu tập phiên họp hội nghị Trung ương bất thường, đặc biệt để bàn về nhân sự Tổng Bí thư, thay thế cho Nguyễn Phú Trọng trước khi kết thúc nhiệm kỳ đại hội lần thứ 13. Và chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Vì sao bắt Nguyễn Công Khế lúc này và sự trỗi dậy của phe Cộng sản miền Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.